Jaramizam, giám đốc trung tâm xúc tiến xuất khẩu và tiếp cận thị trường khu vực ASEAN và châu đại dương thuộc Cục xúc tiến thương mại Malaysia. Xin trân trọng giới thiệu ông Noor Azman Abdul Rahim, phó tổng giám đốc trung tâm kết nối văn hóa xã hội ASEAN. Xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Trung Khẩu, phó chủ tịch hiệp hội cây trà Malaysia. Xin trân trọng giới thiệu bà Heng Wei Hua, giám đốc đối ngoại ngân hàng Public Bank Malaysia. Về phía ban tổ chức chương trình, xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Tiến Đức, chủ tịch hội đồng quản lý viện quản lý và phát triển châu Á, trưởng ban tổ chức chương trình. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Ngô Ngọc Tuân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn truyền thông quốc gia Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, tổng đạo diễn hoạt động của chương trình. Đến tham dự chương trình hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp các nước Malaysia, Singapore, Indonesia, cùng đông đảo các doanh nhân doanh nghiệp trong khối ASEAN, cùng 400 doanh nhân doanh nghiệp, các nhà hoạt động xã hội tiêu biểu của Việt Nam đã có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong quá trình hội nhập. Xin quý vị đại biểu một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị đại biểu quý, Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp ASEAN năm 2017 và Diễn đàn Cộng đồng Kinh tế ASEAN vinh dự nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức quốc tế đến tham dự. Đây chính là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với ban tổ chức và các doanh nhân doanh nghiệp có mặt tại hội nghị nói riêng và hàng triệu doanh nghiệp trên cả nước nói chung. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời ông Lê Quý Quỳnh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia, lên sân khấu có đôi lời phát biểu chào mừng chương trình. Xin kính mời ông. At the outset, I would like to welcome you all and to express my appreciation for organizers for inviting me to attend this forum and deliver a speech. And I'd like to use this opportunity to express my thanks to the organizers for the efforts in organizing this forum at the critical time of the 50th anniversary of the establishment of ASEAN and the 22nd anniversary of Vietnam's accession to the ASEAN, and after almost 2 years of the ASEAN community establishment. Ladies and gentlemen, after 50 years of establishment and development, ASEAN has transformed from the different single countries thế giới và đầy thách thức và cơ hội, thì nơi mà